Phép xin chào nha anh em. Ở nay mới về chiếc ạt càng nha anh em. Ạt càng máy trắng nè. Mới anh em còn hay gọi là máy thái đấy. Xe con này cũng nhìn tổng quan thì nói chung ra là cũng khá là đẹp. Xe này sơn si đồ riêng hết nha anh em, không có bắn dặm nha. Máy nổ đó, cái này họ có sơn nữa nha anh em, sơn nó màu đen, nó đúng riêng nó là màu bạc. Nhưng mà cái đời này nha anh em, cái đời 2007 này màu đen tím á thì là lại là màu này nha, sơn gắt chừng nó màu này, cái loại mà màu đen tím anh em biết không, nó là gắt chừng nó màu đó, đó. Để coi nó 200 mấy nha nè, cái tem gấp nó bị vụt mất rồi, coi anh coi trên này nè, 207 nè anh em nè, anh em coi cái dưới này chỗ này nè, 07 là 207 đó, còn 08 là 08, 09 là 09 nha, chỗ này nè. Để phép mở cái chiếc 209 này ra coi nó đúng không nha, chẳng phải mốt mình dễ biết đường xem. Nè, em thấy không? Đằng sau chi nè, 09 nè. Đó. Vậy là cái con mạch màu càng này nó đời 209 nè. Máy đen nè, đúng ha. Đúng ha, 209. Đó anh em ha. Cái này cũng màu càng. Máy đen 209. Đó thì 207 nha anh em. Lốc bạc sơn riêng anh em xem ha, anh em cứ xem video mà đánh giá. Đó. Xe này có cái combo xấu, combo này combo nó không được đẹp, combo này để gì em kêu trường nó sơn chống cháy vô cho anh em cho nó đẹp, chứ nó mở ra nó sơn chống cháy vô là đẹp đó. Tại xe này mới về anh em, gấp thì nó có chày vậy nè, bình sườn thì đẹp lắm, bình sườn nè anh em xem nè. Bình sườn đẹp quá, kể cả ở đây luôn. Cái xe này dòng này hay lỗi bình sườn lắm đó. Nó lỗi nhất là chỗ này nè. Anh em dòm mấy chỗ này nhiều, ít có chiếc được đẹp vậy lắm á. Hay bị chốc sơn đó. Nào bình sườn đẹp ha anh em ha. Xe này em bán giá 42 triệu bao hồ sơ nha anh em ha. 42 triệu cả hồ sơ cho anh em luôn. Anh em cứ xem kỹ. Xem kỹ được hả mua. Xe này ốc còn đẹp nè ha. Ốc còn chắc nè. Bạc này theo em này cũng khá đấy. Khá đấy. Nó không nổ ha, nó chỉ mòn. Mòn cái này thì bình thường thôi. Dép nè, để dép, chúng dép đi. Giờ số rồi đẹp ha. Dễ thấy vậy nè. Rồi để em kêu mấy lính nó mở cái bu ra, sơn lại cho nó đẹp. Cái co nó nhìn nó không được đẹp. Sơn lại để cho nó đừng có bị mục mọt này chứ đâu. Mấy ốc đẹp quá, xe này ốc, dàn ốc máy còn đẹp quá. Ốc máy còn xanh lắm, xanh cẩu luôn anh em. Thấy không? Từng con luôn nè. Đẹp. Bao zin nha anh em, bao máy móc cho anh em luôn, đầu nồi còn riêng hết, chưa có mở gì hết á. Cái sườn đẹp quá, cái sườn đẹp. Nhanh chớp đầy đủ anh em ha,
nha, nó bị ngược coi nè, bắt máy bên đây, máy bên đây thì nó chớp bên đây, bắt máy bên đây thì nó chớp bên kia, bên này mình rút ra còn tay nè, rút ở đảo đó thôi, cái đó chuyện nhỏ, tại báo anh em cho nó thật gì đâu, cái đó là bình thường, chút nó làm. Máy giữ, máy giữ thôi, bô cái hàng bọng nhôm nha anh em, cái bô cũng giá trị bạc triệu nha anh em. Ồ bô đẹp anh em ơi, bô đẹp lắm, bô có hàng hết chứ, có cái cổ nó, cái co nó đỏ đỏ, cái co nó này hồi vậy em kêu lính em mới làm lại cho đẹp luôn, sơn chống cháy vô cho anh em. Đèn thoa cốt đầy đủ anh em ha. $42 triệu vừa chơi, không mắc cũng không rẻ, quan trọng mình mua đúng chỗ uy tín đàng hoàng, anh em người ta có sự đảm bảo cho mình chơi. Mua tầm 7 tầm 3 đó rồi về cái rồi vô nội mà vô sửa chữa vô đồ nó cũng xỉu. Giờ mới về 42 triệu nha anh em, bao sơ vậy anh em luôn, lắp sơn đồ riêng hết. Rồi ok, anh em nào yêu mến dòng Ad máy Thái thì điện em nha anh em. Phép xe máy xin chào thân ái.